Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào. Cristiano Ronaldo Jr. sinh năm 2010 là con trai đầu lòng của ngôi sao bóng đá thế giới Cristiano Ronaldo. Dù được sinh ra trong giàu sang nhung lụa, nhưng Ronaldo con vẫn luôn được giáo dục phải tránh xa lối sống xa xỉ hư hỏng. Bên cạnh đó, có những sự thật về cậu bé này mà không phải ai cũng biết. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Một, mẹ Cristiano Ronaldo Jr. là người da màu. Cậu cả Cristiano Jr. còn được gọi với cái tên thân mật Cristianinho, chào đời vào ngày 17 tháng 6 năm 2010. Lúc này chân sút Bồ Đào Nha đang hẹn hò siêu mẫu Irina Shayk, nhưng người đẹp Nga không phải là mẹ cậu bé. Thời điểm đó thì CR7 nói mẹ của con trai không muốn được biết đến và anh là người giám hộ của Cristiano Jr. Tháng 12 năm 2010, tờ The Sun đưa tin mẹ cậu nhóc là một sinh viên 20 tuổi và cậu bé là kết quả tình một đêm giữa hai người. Tờ báo còn cho biết người phụ nữ trẻ đã nhận 10 triệu bảng để từ bỏ quyền làm mẹ, nhưng sau đó thay đổi ý định, đòi được gặp con. Một số nguồn tin đồn đoán Cristiano Ronaldo nhờ người mang thai hộ, số khác thì nói mẹ tiểu Ronaldo là một phụ nữ da màu người Mỹ, nhưng mà gia đình CR7 từ chối bình luận. Cuối năm 2011, tờ The Sun gây chú ý với thông tin là mẹ của Cristiano Jr. đã chết, dựa theo những tiết lộ của Katia Aveiro, chị gái của Cristiano Ronaldo. Năm con trai đầu lòng của CR7 4 tuổi, một chị gái khác của anh là Enma buộc miệng: "Một lần chúng tôi nói với thằng bé rằng mẹ đang trên thiên đường. Khi mẹ và em trai tôi nghe thấy vậy, họ đề nghị tôi không nói thế nữa. Giờ chúng tôi nói rằng mẹ bé đi công tác xa. Thằng bé trở nên im lặng và quên hết mọi thứ, không đòi hỏi gì nữa." Mẹ Cristiano Ronaldo cũng úp mở trong tự truyện của mình: "Cristianinho sẽ không bao giờ biết mẹ là ai." Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với MC Jonathan Ross năm 2015, Cristiano Ronaldo nói rằng là vào thời điểm thích hợp, anh sẽ nói sự thật về mẹ cho con trai biết. Tờ La Prensa của Honduras đã từng cho công bố tấm hình cô hầu bàn người Mỹ làm việc tại một nhà hàng ở Manchester. Trong thời gian chơi cho Quỷ Đỏ trước đây, Ronaldo đã ghé thăm địa điểm này và vô tình để mắt đến cô, và khẳng định cô gái này chính là mẹ ruột của con trai Ronaldo. Trong tấm hình này, người phụ nữ mặc áo xanh ngồi cạnh Ronaldo, có nước da nâu, mái tóc xoăn, rõ ràng cô nàng trông rất giống với đường nét trên khuôn mặt Cristiano Jr. Rất có thể đây chính là mẹ ruột của con trai Ronaldo. Tuy nhiên, cũng theo tờ La Prensa, siêu sao Bồ Đào Nha đã trả một số tiền khổng lồ cho cô hầu bàn da màu này để giữ bí mật và không được gặp lại con trai. Cũng vì đó mà cậu nhóc Junior lại sở hữu nước da ngăm đen chẳng giống của Ronaldo. Nhưng mà dù sao thì cậu bé này cũng rất dễ thương và lớn lên cũng sẽ đẹp trai giống cha, vì nước da cũng chẳng khiến cho cậu bé xấu đi chút nào. 2. Một cầu thủ tương lai mang trong mình dòng máu của siêu sao Bồ Đào Nha. Không quá ngạc nhiên khi Ronaldo Jr. được tiếp xúc với bóng đá và có niềm yêu thích với bộ môn này từ nhỏ. Ronaldo Jr. đã gia nhập Club de Football Bonzuelo de Alarcón, một câu lạc bộ bóng đá nhỏ ở Madrid của Tây Ban Nha từ năm 2016, sau đó chuyển đến Học viện bóng đá Juventus. Đầu năm 2022, con trai Cristiano Ronaldo đã tiếp bước cha mình khi ký hợp đồng với câu lạc bộ Manchester United. Cậu bé 11 tuổi Cristiano Jr. đã được chụp hình với chiếc áo Ronaldo 7 sau khi đồng ý trở thành cầu thủ của học viện tại United. Trong quá khứ thì tiền đạo Bồ Đào Nha từng tiết lộ rằng anh rất muốn nhìn thấy con trai tiếp bước sự nghiệp của mình. Ba của cậu bé, Maria Dolores, tin rằng cậu bé có kỹ năng tốt hơn cha ở độ tuổi đó và hy vọng cậu sẽ là một cầu thủ tuyệt vời. Trên mạng xã hội, Ronaldo cũng thường xuyên chia sẻ về những video anh chơi bóng cùng với con trai. Có thể nhận ra tố chất của Ronaldo Jr. khi cậu bé thực hiện những động tác xử lý bóng kỹ thuật không kém cha mình. 3. Một cỗ máy ghi bàn nhí. Vào tháng 9 năm 2018, Ronaldo Jr. đã đánh dấu trận ra mắt Juventus bằng cách ghi 4 bàn thắng. Kỷ lục ghi bàn của Cristiano Jr. không phải là may mắn. Chỉ số của cậu bé sẽ khiến cho nhiều người kinh ngạc. Theo thống kê thì Ronaldo Jr. đã ghi tổng cộng 58 bàn, kiến tạo 18 lần sau 28 trận.
Những nỗ lực đó đã mang về cho cậu bé giải thưởng cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất. 4. Ronaldo Jr. được dạy dỗ rất nghiêm ngặt. Từ lúc cơ thể còn đang phát triển, Ronaldo Jr. đã trải qua thời gian tập luyện khắc nghiệt. Khi 6 tuổi, nhóc tỳ này đã vào phòng gym. CR7 khẳng định Ronaldo Jr. cần rèn luyện thể chất trước, còn kỹ năng chơi bóng có thể được cải thiện qua thời gian. Đó là những gì mà Ronaldo dạy cậu con trai về bóng đá. CR7 cũng không quên dặn dò con mình về khoảng thời gian khó khăn thời trước đó. Ngôi sao Manchester United từng dẫn con trai đến nơi anh sinh sống thời thơ ấu. Cậu nhóc không tin đó là nơi bố mình lớn lên. 5. Cristiano Ronaldo Jr. cũng có tài khoản Instagram triệu like. Với khả năng nói lưu loát 4 ngôn ngữ, con trai Ronaldo đã gây ra bão mạng xã hội Instagram và sớm đạt mốc 1 triệu followers chỉ sau một ngày vừa tạo tài khoản. Đáng chú ý là Ronaldo Jr. lựa chọn để đặt tên cho tài khoản Instagram của cậu nhóc cũng khiến cho nhiều người thích thú. Theo đó, Ronaldo Jr. đã lựa chọn cái tên Mini Cristiano Ronaldo 2010, tức là Tiểu Ronaldo. 6. Ronaldo Jr. có thể chơi cho tuyển Mỹ. Cristiano Ronaldo có quốc tịch Bồ Đào Nha, nhưng con trai của anh hoàn toàn có thể khoác áo tuyển Mỹ. Chưa đã nói, Cristiano Jr. sinh ra ở thành phố San Diego của bang California. Theo luật Mỹ thì mọi công dân sinh ra ở đất nước xứ sở cờ hoa thì đều có quốc tịch Mỹ. Viễn cảnh này đang khiến cho nhiều cổ động viên Mỹ cảm thấy rất phấn khích và liên tục chia sẻ những bài viết về Cristiano Jr. trên mạng xã hội. 7. Ronaldo Jr. thần tượng Messi. Dù có ông bố cực kỳ tài giỏi và nổi tiếng được nhiều người mến mộ, nhưng mà Ronaldo Jr. lại không thần tượng bố mình cho lắm. Thay vào đó, cậu nhóc hâm mộ đối thủ không đội trời chung của mình, Lionel Messi. Cầu thủ của Manchester United cũng thừa nhận là con trai mình hay xem tất cả những video clip Messi và chỉ Messi mà thôi. Còn nhớ trong lễ trao giải quả bóng vàng 2014, Cristiano Jr. được bố cho đi cùng. Cậu nhóc đã không giấu giếm tình cảm dành cho thần tượng của mình. Khi đang ngồi cùng bố và bà nội, thấy Messi đi qua, Cristiano Jr. đã lập tức đứng dậy, tiến tới bắt tay cầu thủ mang áo số 10. Hành động của cậu bé rất tự nhiên khiến Messi thích thú, cười lớn và xoa đầu Cristiano Jr. Thậm chí, cậu cả nhà Ronaldo còn ngang nhiên công khai thần tượng của mình trên mạng xã hội khi đăng tải bức ảnh bắt tay Lionel Messi trong buổi gala trao giải The Best 2017 cùng dòng chia sẻ "Cảm ơn thần tượng của tôi, Leo Messi". 8. Khối tài sản khủng của Ronaldo Jr. Không rõ đội bóng của Ronaldo Jr. trả cho cậu bé bao nhiêu, nhưng mà các nguồn tin cho biết lương cậu bé ước tính vào khoảng 363.000 đô la Mỹ, tức là hơn 8 tỷ Việt Nam đồng mỗi năm, và tài sản ròng rơi vào khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng 27 tỷ Việt Nam đồng. Đây là con số ấn tượng với một cậu bé chỉ ở độ tuổi 11 như Ronaldo Jr. 9. Ronaldo Jr. không sử dụng điện thoại. Bản thân là người giàu có, lại là rich kid, thế nhưng mà cậu bé Ronaldo Jr. lại bị cha liên tục từ chối mỗi khi đưa ra yêu cầu: "Bố ơi, con muốn có một chiếc điện thoại". Trong một lần trả lời phỏng vấn thì Cristiano Ronaldo tiết lộ rằng anh chưa cho con trai sử dụng điện thoại di động vì không muốn cậu bé bị lậm công nghệ khi mà còn quá nhỏ. Trước đó vào năm 2017, ông bố kỹ tính đã từng từ chối yêu cầu mua điện thoại cho con trai. Anh cho biết là không muốn dạy hư con khi mà mỗi thứ con muốn đều dễ dàng có được. Nam cầu thủ chia sẻ: "Junior đã đề nghị tôi mua một chiếc smartphone để gọi điện với tôi, nhưng mà tôi đã đáp lại với cậu bé là không mua và nói nếu con muốn gọi cho bố thì con nên thông qua bà". Với Cristiano Ronaldo, cho đến thời điểm hiện tại thì độ tuổi 12 của con trai vẫn còn quá sớm để sử dụng điện thoại và tiếp xúc với công nghệ, mạng xã hội. Nam cầu thủ cho biết là anh không muốn con trai trưởng thành nhanh hơn so với tuổi của mình chỉ vì sử dụng điện thoại di động. Vừa rồi là những sự thật về Tiểu Ronaldo. Xin cảm ơn vì đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở những video mới nhất.